quỷ, trong đó một người đẹp do dài mét 8 và quan trọng hơn nữa, khi xuất hiện thì chắc chắn quý vị chúng ta ai cũng vỗ tay rừng rừng lên một tràng vỗ tay nồng nhiệt của tất cả quý vị. Và nữ ca sĩ đó là em vô nhắc ra. Vỗ tay nồng nhiệt. Người đẹp Jennifer Moon. Quý vị thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, một món quà mà Moon muốn tặng cho tất cả những cô chú anh chị của đại gia đình NBG trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay sau đây, một phần quà đầu tiên mà Moon sẽ tặng cho tất cả quý vị, hãy cùng lắng nghe một ca khúc nhạc gọi dễ thương và rất nổi tiếng. Hãy dành một tràng vỗ tay nồng nhiệt cùng đến với ca khúc Let It Go. Xin mời quý vị. Tiếp bước đi, 2017, 100 cái tay dành nồng nhiệt nữa.
À, và quý vị thân mến, chút nữa thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần biểu diễn của Moon. Và quý vị thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, tất cả quý vị chúng ta những giai điệu đặc biệt vừa rồi đã mang đến một cảm giác